không 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 sao em, sao em không cần đâu rồi. Anh mà mấy anh mà đưa lên cộng đồng mạng cho mẹ em biết cho mẹ em sẽ buồn đó, thôi mấy anh đi đi, đừng có quay, quay đâu không thôi đừng có quay vậy, thôi thôi thôi, ok ok, nào nào nào, đừng có quay, 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 đừng. Mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân. Hiện tại thì em đang có mặt tại Sài Gòn cả nhà. Ở hai tập trước thì Quân có gặp một cô bé ở trong biệt thự Bảo Hoang cùng với lại hai ông lão, thì anh em có phát hiện và giúp cho bé tìm gặp mẹ. Nhưng mà trong lúc đi gặp mẹ thì vô tình bé nó lên xe nó tẩu thoát cùng với lại hai người đàn ông. Không biết là đi đâu, nhưng mà hôm nay á Quân nghe được một cuộc điện thoại gọi điện á, thì là lời cầu cứu của con bé đó cả nhà. Nó cầu cứu là nó bị người ta hãm hại và hiện tại giờ rất là bê bết luôn. Giờ anh em mới tìm đến cái sân banh, nó cho địa chỉ là ở sân banh nè cả nhà. Bây giờ anh em Quân tìm đến đây rồi, bây giờ sẽ đi vào trong để tìm bé. Bé nó ngồi cô chú. Nó ngồi. Kiếm mấy bữa nay luôn. Kiếm mấy bữa nay. Ừ. Không, hết rồi, con có bé không? Kiếm bữa nay luôn á trời. Không biết bị chuyện gì đây. Sao vậy? Trời đất. Ủa em, bị sao vậy? Hả? Hồi nãy em gọi điện thoại cho anh phải không? Giám sóc. Sao vậy? Ui ui. Hả? Bị sao nói nghe coi. Ai vậy? Không, tụi anh hồi nãy có cuộc điện thoại nói là em bị gì ngay ra ở ngay sân banh á. Em có thể kể lời đâu vui chứ có chuyện với mọi người đó. Mấy anh là ai? Còn anh là bên nhóm từ thiện ấy, để giúp em đấy, không biết cái chuyện gì đấy em. Bữa mấy anh có đưa em đi gặp mẹ nè, nhớ không? Rồi sau này ngồi đây khóc rồi cầu cứu. Bữa tôi gặp người mẹ đó là người mẹ đó là không phải là người không, tốt rồi. Đúng rồi, thấy bà sao sao mẹ này sao chắc lại bán con bé là vô trong động rồi. Ủa em cho anh hỏi xíu, em bị sao nó nghe coi, xong khóc có gì rồi nói. Bình tĩnh lại đi em. Em cứ việc nói tụi anh giúp được gì cho em thì giúp. Em bị sao vậy? Em khóc dữ rồi. Hả? Nói nghe coi. Em này rồi, bị sao? Rồi bình tĩnh lại đi em. Em đang bị sao? Tình chân. Ê, nói nghe coi, nói nghe. Ủa chứ. Tình chân gì đỏ lẹt hết rồi. Ủa ta bị không, thương hết rồi. Rồi. Đâu có mặt em bị vậy, đưa lên coi có cái mặt em bị sao ấy. Đưa con khóc. Em mấy thằng nào mà chơi người ta đang đã khổ rồi còn chơi gì, chơi cái kiểu cây vậy. Nó dựng nguyên nhân em bị sao nó nghe kể cho tụi anh nghe coi, tụi anh giúp gì được cho tụi anh giúp cho em. Em ở đâu hả? Em nó rõ ràng là coi em ở đâu, tụi anh giúp gì em được sống, tụi anh giúp hả? Em sống ở tại nhà gì mà sao giờ này rồi, trưa nắng mà 12 giờ trưa mà em ngồi ở đây. Ờ, em ăn gì chưa? Dạ, ủa tại bị thương à, bị thương quá trời kìa. Ủa ơi mặt kìa, đưa mặt coi coi rồi em bị gì em nói nghe coi. Bây giờ nó kể lại ta tường thuật lại cho anh coi, bị gì thì sao hả? Bị sao nói nghe coi. Em cứ sẽ bình tĩnh ra đi. Dài qua đây coi, dài qua đây coi. Đánh ai đánh em? Mấy cái tụi côn đồ nó đánh em. Mà sao nó đánh em, kể từ đầu tới cuối cho anh và mọi người cùng nghe coi. Nó bụp em hả? Do em khổ quá, ở bụi từ không có gì ăn á, em mới đi kiếm chỗ làm. Thì ông bà chủ thấy em thương tình đó, nhận em vô làm. Rồi em chỉ nói là em rót bia với bấm bài hát rồi với khách thôi. Rồi nói chuyện vui vẻ một hơi á, khách nó mới rủ em đi chơi, em đi chơi game bên ngoài. Nhưng vì em khổ quá cũng miễn cưỡng đi.
Thôi giờ đừng có khóc nữa, bây giờ này đừng có khóc nữa. Em kể từ từ là cho tụi anh nghe, đừng có khóc, khóc nó không có rõ ràng, em đừng khóc nữa. Không mà nó là đêm sáng đêm hay sao? Là ban đầu á là kể. Ban đầu á là em chỉ có giao kèo với khách á là đi về liền, đi nhanh một tiếng về liền thôi. Là hai bên thỏa thuận xong xuôi, khách đồng ý rồi. Rồi đi nó chở, thay vì chở em đi ra tới khách sạn đi, nhưng mà tụi nó không chở em ra đó. Tụi đó tụi nó đòi chở em đi đâu em cũng không biết nữa. Rồi tụi nó đòi đi qua đêm với em. Rồi đi qua đêm với em là cái phòng chỗ đó là do tụi nó quen biết, là do băng phe phái thì tụi nó đó, nên em cầu cứu cũng không ai nghe hết trơn á. Rồi tụi nó ban đầu á, tụi nó nói với em là kêu em đi qua đêm đi, rồi tụi anh cho tiền thêm. Em mới nói không được, em phải về, em không đi qua đêm được. Là tụi nó cứ nài em hoài, em không chịu. Rồi tụi nó cửa hai mấy thằng đè ra cưỡng hiếp em, em la lên chống cự thì tụi nó đánh em. Cái mặt bị ung, cái băng keo bị ung là kìa, em bị nó quánh rồi bằng mặt bằng mày vậy đó, đúng không hả? Đúng rồi, nó đánh bà. Em nó đánh em xong rồi nó bỏ em tại khu này đúng không? Tại khu đó, không phải là ở ngoài đường này, tụi nó không dám đâu, mà là chỗ bụi gặm ở đâu ngoài cái em không biết nữa, mà chỗ đó em cũng không biết chỗ nào, mà cây cối không, mà em cầu cứu không được đó. Rồi tụi nó cưỡng hiếp em xong rồi tụi nó bỏ em ở đó. Em nằm là la lết xong xuôi rồi em thức dậy thấy rồi đã sáng rồi, nhưng mà em cũng gắng lết vừa lết vừa la. Rồi bà con người ta thấy vậy người ta mới băng cho em rồi. Em đi vô gần tới đây nè. Rồi cái này nói chung ra bây giờ là hồi sớm như câu chuyện của em là nói chung là em làm trong cái quán đúng không? Ừ. Đó, rõ ràng là em làm trong quán rồi, xong cái gì cuộc sống khó khăn thì em chấp nhận đi khách đúng không? Đi với hai ông kia phải không? Rồi hai đứa là hẹn là đi một tiếng đồng hồ thôi rồi về, nhưng mà đi rồi nó thấy xe nó bắt em sáng đêm luôn đúng không? Ừ, mà ban đầu là chỉ có một người thôi, nhưng mà không biết tại sao trên đường đi thì lòi ra thêm một ông nữa đó. À, vậy là lúc đầu là em đi chơi với một người. Ừ. Rồi sau đó là đi trên đường đi thì còn ông kia chắc có trước thêm một người bạn nữa đúng không? Là người, hai người đó quen biết đúng không? Dạ đúng rồi, tụi nó phê phái. Rồi nó tưởng em, nó làm em, nó bắt em làm suốt đêm luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em mà không nghe lời tụi nó đánh em. Tụi nó đánh em rồi, người ta thấy thương em, người ta mới băng bó cho em nữa. Mà tuổi giờ nó làm mấy nháy nè. Chắc tạm rồi quá. Không, mấy nháy cái đó là chị thôi, mấy cái đó cái lịch sự không có nói. Bây giờ thấy người ta đang khổ mà mình hỏi người ta nè, là bây giờ tụi để cho tụi anh giúp cho em, cái là ví dụ như bây giờ là đưa em về hay là như thế nào, hay là mang gì chưa tụi anh? Đưa nhà thương không? Có đau không? Dạ, mà em làm cái nghề này lâu chưa? Em làm cái nghề này lâu chưa, nói nghe coi. Dạ. Em làm đâu cũng gần một năm rồi, nhưng mà trước giờ là em chỉ có ngồi góc bia bấm bài hát và tiếp khách trong phòng thôi, em đâu có đi mấy cái này đâu. Do là không có kinh nghiệm đó nên là em đi mới bị như vậy nè. Mà mai mốt rút kinh nghiệm là nói chung ra bây giờ cuộc sống khó khăn như nào cũng, mà mình còn tay còn chân mình ráng cố gắng đi làm, không công việc gì cũng không có xấu cả. Ví dụ cũng rót bia hay là phục vụ trong quán nhậu quán ăn gì cũng không phải là xấu, đó là cuộc sống mưu sinh. Nhưng mà tuyệt đối là không cái đi những cái chuyện bậy bạ đêm hôm như thế này, rồi bây giờ xảy ra sự việc như thế này nè, thấy không? Em cũng đâu ngờ mà chuyện như vậy đâu. Rồi giờ quần áo của em rồi, điện thoại của em ở đâu hết rồi, nói nghe coi. Tụi nó sợ em báo công an, tụi nó lấy hết đồ của em rồi, em không còn gì hết trơn. Rồi tối giờ ăn gì chưa? Em chưa ăn. Trời ơi trời. Ở quê em ở dưới miền Tây hay là phải không?
tiếng nói em của em nghe giống như miền Tây phải không? Dạ đúng rồi. À, nghe tiếng nói là biết vùng miền Tây rồi. Nhưng mà không hỏi nào nào làm cái gì. Vậy là thôi bây giờ là em cho anh hỏi em bỏ chân này xuống bên này đi, tại vì cô bé không được đi, cô bé bỏ chân xuống. Nhìn nó hơi phản cảm á. Bỏ hai chân luôn. Ừ. À, đó. Hỏi tiếp nè, bây giờ cái chỗ khủng vai em là nó như cái gì nó làm em? Cái đầu gối kìa. Này nó lấy cái, nó lấy tay hay là nó lấy vật dụng gì? Tụi nó có khi tụi nó lấy cái gì tụi nó đánh vô cuộc chỗ em á, em bỏ chạy á thì tụi nó đánh em vừa quỵ xuống, em vừa lê lết vậy nè, em vừa cái băng keo đau, cái mặt trên mặt cái đau không mà băng lại kìa. Đau chắc nhất lắm nha. Chắc nhất lắm. Rồi lát tụi anh mua thuốc cho em uống nè. Lát nó thay băng khác cho nó nữa chứ. May mà con bé này lúc trước em có hỏi không có cho số điện thoại nên nhớ nó gọi chứ thôi là bữa nay là ở đây mình là nó tiêu luôn. Thì gọi mới tới đây nè. Dạ, không là nó tiêu luôn. Rồi mà có nhớt không? Giờ có nhớt không em? Vậy là con nhớ bé không? Này là nó coi trên mạng. Nó coi trên mạng là tụi mình là hay giúp thường nguyện rồi này kia nọ, hay là giúp người cho nên nó gọi điện thoại cho em đúng không? Dạ. À. Em nhiêu tuổi rồi? Em 27. 27 tuổi hả? Mà không có gia đình hay sao mà tiện đi lên rồi chưa có chồng chưa có con gì hết hả? Do gia đình em cũng khổ nên ở dưới quê không đủ ăn. Em nghe người ta nói trên đây làm karaoke đồ á nhiều tiền lắm. Em ban đầu em mới nghe người ta chỉ dẫn lên thành phố để làm kiếm tiền. Thế là em làm karaoke, trong quán karaoke. Rồi một đêm thường thường là có được bao nhiêu tiền? Hay là ăn tháng? Là khi mà em làm bình thường được đó, là sau này thôi. Còn ban đầu đó, em còn bị người ta gạt môi giới lên bán đó kìa. Rồi lúc đó còn thảm hơn bây giờ nữa. Là lúc đó là phải nhờ nhiều người giúp đỡ em mới thoát ra được cái quán đó. Ban đầu là người ta nói với em là một tháng là được từ 30 đến 50 triệu gì đó. Là em thấy thì em cũng định làm một thời gian ngắn rồi gửi tiền cho gia đình. Em đâu có ngờ mọi sự việc nó lại như vậy. Rồi tối em đi làm về rồi là em bận còn có một bộ đồ này thôi đúng không? Nó lấy hết trơn hả? Không có đồ quần áo khoác gì hết trơn hả? Còn áo khoác kia phải không? Thấy cái áo khoác nó rớt kia kìa. Màu xanh kìa. Phải không? Lấy áo khoác mặc đỡ đi rồi tụi anh lát mua gì cho. Cái điện thoại em đâu? Cái điện thoại em đâu? Nó lấy của em ở trên rồi, xong rồi em muốn còn cái gì hết trơn. Mình này giống như bị là bị lừa đúng không? Mà nó tàn nhẫn đi ta. Thôi đừng có khóc nữa, nói chuyện bình thường đừng có khóc nữa. Nói chung ra bây giờ ráng cố gắng, bây giờ tụi anh lát cho em một ít tiền để em đi ăn và em đi về quê đi. Nói chung ra về quê đi, sống rồi từ từ rồi công việc ổn định rồi cho cha mẹ vui đi rồi hãy lên quay lại làm kiếm cái chỗ nào quán ăn phục vụ buôn bán này cũng được chứ làm đúng rồi. Phát dùng áo đây, cái áo này cái áo đâu? Ê, hay là ở đây là sân banh rồi, em có muốn làm sân banh này không anh xin cho đi lượm banh này, anh lượm banh không còn vợ rồi đó, của nó đến cổ long rồi nè. Lượm banh đi. Em chưa từng làm nên em không biết. Thì ở đây thì bưng nước ra thôi, bưng nước trà đá rồi khách, hay là bưng nước cho khách nè, hay là tính tiền giờ nữa, khi người ta nghỉ mình tính tiền giờ. Tính tiền giờ. Ủa mà sao em chạy qua khu này em ngồi đây vậy? Mà giờ anh hỏi thằng, anh hỏi cái gì chút xíu nha. Dạ. Là nguyên đêm một hôm là hai thằng thay nhau, thay phiên nhau cưỡng hiếp em hay sao, cưỡng bức em hay sao, đúng không? Hai người luôn. Dạ đúng rồi. Hết người này sang người kia luôn hả? Dạ. Rồi là đi một tí là em hứa đi cho một tiếng là đi uống nước, đi ăn rồi về, và sau đó rồi cuối cùng rồi hai người đó rủ em đi vô cái sạn mà sao em vô không chị? Thì em đâu có chịu vô đâu, thì do là người ta thấy mà cho tiền em phải không? Người ta chống cự vết thương lại kìa. Lúc đầu á, lúc đầu một người là em ok đúng không? Một người em ok đúng không? Một người em ok, em đi một tiếng về thôi. Nhưng mà lúc mà đi trên nửa đường không biết khúc vắng, không biết lại sao lại thêm một thằng nữa đó. Vậy là nó tính mưu tính từ trước rồi.
Nói chung là nếu như mà hai người rủ em đi một đêm á thì em không, em một tiếng thì em sợ em không đi, nhưng mà một người rủ em đi đúng không? Dạ. À, cũng vì cuộc sống là em muốn kiếm tiền thêm về lo cho em, cha mẹ đúng không? Dạ. Đó thì nhưng mà cuối cùng là em vô cái sàn với người đó rồi té ra một người nữa đúng chưa? Là hai người thay nhau là em đi đồ về mà người ta không cho đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì nó đòi qua đêm với em mà em không chịu, em đòi một tiếng về thôi. Rồi thì một tiếng cũng qua đêm rồi, một tiếng cũng là đi với người ta đúng không? Ừ. Giống như là đi mà người ta nói là người ta cho tiền em mới đi đúng không? Dạ đúng. Hay là rồi. Người ta em rủ đi em đi ăn nó khác nha, rủ em đi vô khách sạn nó khác, nó có hai cái cảnh khác nhau. Ban đầu là người ta một người đưa em đi ăn uống rồi rất là lịch sự, nói chuyện rất là lịch sự, rồi kêu em đi cho em ăn uống xong đàng hoàng, rồi sau đó mới vô khách sạn, rồi cái đoạn là chở em đi trên đường lại khách sạn thì đoạn đường vắng đó nó lòi ra thêm một thằng nữa, em tưởng đâu là thằng đó là ăn cướp gì, nhưng mà hóa ra là đồng phe của tụi nó. Vậy là nói chung là bị gài. Tụi nó được chơi mà tụi nó còn không được đưa em, không cho em tiền luôn. Rồi nó lấy lại luôn. Đúng rồi, ban đầu là thỏa thuận là tụi nó đưa em, cái thằng khách ngồi chung với em là đưa em tiền trước rồi, nhưng mà cuối cùng sao tụi nó lục bóp em lấy lại hết, lấy lại không chừa em cái gì trơn, điện thoại em tụi nó không trả cho em luôn nữa. Rồi em cự lại rồi nó bóp em hay sao? Đúng rồi, nó đánh em, nó đánh em rồi cái xô em té rồi em chống cự không được. Vậy là em giữ lại tới, nó giữ em lại tới sáng luôn rồi em mới ra đây đúng không? Dạ gần sáng rồi em biết khu này đi. Là khu nào đâu em biết, cái sân banh hồi nãy tụi anh tìm muốn xỉu luôn á. Em nói sân banh ở đây thôi, anh đi tìm, muốn tụi anh đi tìm mà sớm giờ mới gặp được em thì mà bây giờ chưa ăn uống gì hết. Em lết lết một hơi mới ở đây chứ. Hai thằng nó khách sạn làm em khách sạn kế bên hả? Chắc gần đâu quá. Cũng gần đây, em là người ta thấy người em bị thương người ta mới mua đồ băng bó cho em. Em lết lết một hơi là em mới ngồi xuống đây, tại đây nó mát quá. Tội nghiệp. Đây là một bài học cho những chị em phụ nữ, hãy cẩn thận. Đừng, thứ nhất là không cái cả tin những cái người đàn ông say xỉn hay là không biết ở đâu. Những bé mới lên dưới quê mới lên. Nhất là dưới quê mới lên mà cũng vì mình nói đây là không phải làm mua được cái nấm, nhưng mà cũng vì cuộc sống mưu sinh vì đồng tiền thì mới lên đây thì mới làm thì mới được, mới bị dụ dỗ như thế này. Đúng. Đó, cái đây là cũng là một bài học để cho rút kinh nghiệm cho những người phụ nữ mà ở xa quê hương để làm ăn. Dạ. Bây giờ thôi, bây giờ về anh, tụi anh cũng không biết gì hơn, bây giờ lát anh tụi anh gửi gì anh gửi thôi. Em ăn gì chưa? Giờ đi ăn đi. Bây giờ nhá. Giờ đau quá, đau nhiều lắm, không mà tụi anh đi mua thuốc cho em ăn, em uống thuốc cho nước đi nha. Chắc nhức lắm nè, má nó nhức lắm nè. Rồi, cha mẹ mà thấy con kiến cảnh này chắc đau lắm. Mà bây giờ tụi anh có quay xin phép đưa hình ảnh em lên cộng đồng mạng đấy, nhưng mà cộng đồng mạng xem, nếu như mà có đồng cảm thì có giúp đỡ cho em thì em giữ lại giữ. Không sao em, sao em không cần đâu, anh mà mấy anh mà đưa lên cộng đồng mạng cho mẹ em biết, cho mẹ em sẽ buồn đó, thôi mấy anh đi đừng có rồi, quay không quay được không? Thôi đừng có quay được. Thôi ok nó bị quản cho nên em sẽ cập nhật tiếp theo cho các chú anh chị xem. Thưa cô chú anh chị, thì nãy giờ thì cả nhà mình cũng nghe được cái sự chia sẻ của con bé là ở cái video trước á, là Quân cùng với lại mấy anh em có gặp bé ở biệt thự Hoang, ở cùng với ông lão, rồi anh em mới dẫn bé đi tìm gặp mẹ, nhưng mà ngày hôm đó thì nó không phải là mẹ con bé cả nhà, và nó leo lên xe nó đi cùng với ai á, và nó lên quán nó làm lại cái công việc đó, rồi mới gặp phải những cái tình huống như vừa rồi mà cả nhà mình vừa xem á. Thì thật sự thì mình cũng
không biết như cái này thế nào, thì anh em sẽ cố gắng giúp đỡ cho con bé. Còn về mà cái con bé nó muốn chọn công việc như thế nào thì bên Quân sẽ không có can thiệp được cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành để xem hết cái video nha.